Mục 2. Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường sắt. Điều 51. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt. 1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân đổ để rác thải sinh hoạt lên đường sắt hoặc xả rác thải sinh hoạt từ trên tàu xuống đường sắt. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. đổ để chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt hoặc xả chất thải không bảo đảm vệ sinh môi trường lên đường sắt. B. đổ trái phép đất đá, vật liệu khác lên đường sắt hoặc để rơi đất đá, vật liệu khác từ trên tàu xuống đường sắt trong quá trình vận chuyển. C. để chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt hành lang an toàn giao thông đường sắt d làm che lấp tín hiệu giao thông đường sắt d làm hư hỏng hoặc làm mất tác dụng của hệ thống thoát nước công trên đường sắt e đặt tấm đan bê tông gỗ sắt thép các vật liệu khác trái phép trong lòng đường sắt hoặc trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt g bơm xả nước hoặc các chất lỏng khác làm ngập nền đường sắt ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước đường sắt hoặc ảnh hưởng đến chất lượng an toàn công trình đường sắt. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Đào, lấy, sang, lấp đất, đá hoặc vật liệu khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. B. Làm hỏng, tháo dỡ trái phép tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh, làm sai lệch vị trí hoặc phá dở trái phép mốc chỉ giới ga đường sắt, mốc giới đất dành cho đường sắt, hàng rào dùng để đóng lối đi tự mở, cọc dùng để thu hẹp lối đi tự mở. C. Làm hỏng thay đổi chuyển dịch biển hiệu, mốc hiệu, tín hiệu của công trình đường sắt. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: A. Tự mở lối đi qua đường sắt. B. Khoan đào xẻ đường sắt trái phép. C. Tháo dỡ, làm xe dịch trái phép, ray, tà vẹt, cấu kiện phụ kiện, vật tư trang thiết bị, hệ thống thông tin tín hiệu của đường sắt. D. Kéo đường dây thông tin, đường dây tải điện, xây dựng cầu, cầu vượt, hầm, hầm chui, cống, cột điện cột viễn thông, hệ thống dẫn, chuyển nước, đường ống cấp nước, thoát nước, viễn thông, bao gồm cả công trình phục vụ quốc phòng an ninh, trái phép, qua đường sắt, hoặc trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 5. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện hành vi sử dụng chất nổ, khai thác đất, đá, cát, sỏi, các vật liệu khác, làm lúng, nứt, sạt lở, rạn vỡ công trình đường sắt, cản trở giao thông đường sắt. 6. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm A, điểm B khoảng 2 điều này buộc phải đưa rác thải sinh hoạt, đất, đá, chất độc hại, chất phế thải và các vật liệu khác ra khỏi đường sắt. B thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoảng 2 điều này, buộc phải đưa chất dễ cháy, dễ nổ ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoảng 2 điều này, buộc phải dỡ bỏ vật che khuất biển hiệu, mốc hiệu, tín hiệu của công trình đường sắt. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoảng 2 điều này, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của hệ thống thoát nước công trình đường sắt đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm E khoảng 2 điều này, buộc phải đưa tấm đan bê tông, gỗ, sắt thép, các vật liệu khác đặt trái phép ra khỏi phạm vi bảo vệ công trình đường sắt. E. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G khoảng 2, khoảng 3, điểm A, điểm B, điểm C khoảng 4, khoảng 5 điều này, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. G. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoảng 4 điều này, buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Điều 52. xử phạt các hành vi vi phạm quy định về xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức xây dựng công trình khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn công trình đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: A. xây dựng lò vôi, lò gốm, lò gạch lò nấu gan, thép, xi măng, thủy tinh, cách ngoài chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt nhỏ hơn 10 m B. Xây dựng nhà bằng vật liệu dễ cháy, cách ngoài chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt nhỏ hơn 5 m C. Xây dựng công trình cột anten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện với khoảng cách từ vị trí chân cột đến vai nền đường đối với nền đường không đào, không đắp, chân ta luy đường đắp, mép đỉnh ta luy đường đào, mép ngoài cùng của kết cấu công trình cầu, đường dây thông tin tín hiệu đường sắt nhỏ hơn 1,3 lần chiều cao của cột, hoặc nhỏ hơn 5 mét mà không được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận. D. Xây dựng công trình khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, làm hư hỏng công trình đường sắt. D xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn giao thông tại khu vực đường ngang không bố trí người gác. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này mà gây tai nạn giao thông đường sắt. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A Thực hiện hành vi quy định tại khoảng 1 điều này buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn công trình đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoảng 2, khoảng 3 điều này buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông đường sắt. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoảng 2 điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của công trình đường sắt đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra Điều 53 Sử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường sắt 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây A. Trồng cây trái phép trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị trồng cây cao trên 1,5 mét hoặc trồng cây dưới 1,5m nhưng ảnh hưởng đến an toàn, ổn định công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt, trong quá trình khai thác hoặc trồng cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng. B. Chăn thả xuất vật, mua bán hàng hóa, họp chợ trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. 2 phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức, sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt vào mục đích canh tác nông nghiệp, làm sạt lở, lúng, nứt, hư hỏng công trình đường sắt, cản trở giao thông đường sắt. 3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. À, để phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải hoặc các vật phẩm khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc trong khu vực ga, depo, nhà ga đường sắt. B. Dựng lều, quán trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. C. Đặt treo biển quảng cáo, biển chỉ dẫn hoặc các vật che chắn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. D. Di chuyển chậm trễ các công trình nhà ở, lều quán hoặc cố tình trì hoãn việc di chuyển gây trở ngại cho việc xây dựng, cải tạo, mở rộng và bảo đảm an toàn công trình đường sắt khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Xây dựng nhà, công trình khác bao gồm cả công trình phục vụ quốc phòng an ninh trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B, điểm C khoảng 3 điều này, điểm D khoảng 4 điều 51 nghị định này. 4. Dựng biển quảng cáo hoặc các biển chỉ dẫn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoảng 1 điều này buộc phải hạ độ cao của cây trồng có chiều cao vượt quá quy định, di dời cây trồng không đúng quy định hoặc có ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt. B. Thực hiện hành vi quy định tại khoảng 2 điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoảng 3 điều này buộc phải đưa phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải, các vật phẩm khác để trái phép ra khỏi phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoảng 3 điều này, buộc phải tháo dỡ, di chuyển, lèo, quán, dựng trái phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoảng 3 điều này, buộc phải tháo dỡ, di chuyển biển quảng cáo, các biển chỉ dẫn hoặc các vật che chắn khác đặt trái phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt. E. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoảng 3 điều này buộc phải tháo dỡ di chuyển các công trình nhà ở, lèo, quán gây trở ngại cho việc xây dựng, cải tạo, mở rộng và bảo đảm an toàn công trình đường sắt. G. Thực hiện hành vi quy định tại khoảng 4 điều này buộc phải tháo dỡ di chuyển nhà, công trình, biển quảng cáo hoặc các biển chỉ dẫn xây dựng trái phép, không có giấy phép hoặc không đúng giấy phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt. Điều 54. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công xây dựng, quản lý, khai thác công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. a. À, thi công công trình khi chưa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức thi công biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thời gian phong tỏa phục vụ thi công của tổ chức có thẩm quyền theo quy định b khi thi công hoàn thành công trình không bàn giao lại hiện trường hồ sơ hoàn công cho tổ chức có liên quan theo quy định c để vật tư vật liệu máy móc thiết bị phục vụ thi công vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt khi khu gian chưa được phong tỏa hoặc hết thời gian phong tỏa khu gian. Hai, Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện đầy đủ các biện pháp, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong quá trình thi công. B. Không gia cố kịp thời công trình thiết yếu để bảo đảm an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt khi phát hiện hoặc nhận được tin báo công trình thiết yếu bị hư hỏng. C. Không tự di chuyển hoặc cải tạo công trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. D. Không tự phá dỡ công trình khi hết hạn sử dụng. D. Không tự tháo dỡ công trình khi xây dựng không đúng với giấy phép hoặc khi cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi, hủy giấy phép. 3. Phạt tiền từ 7 triệu 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi khởi công xây dựng công trình khi chưa được bàn giao mặt bằng thi công theo quy định. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức thi công công trình gây sự cố tai nạn giao thông đường sắt. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoảng 1 điều này buộc phải đưa vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị ra khỏi khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoảng 2 điều này buộc phải gia cố, di chuyển hoặc cải tạo công trình gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D, điểm D khoảng 2 điều này buộc phải phá dỡ công trình hết hạn sử dụng tháo dỡ công trình xây dựng không đúng với giấy phép hoặc bị thu hồi, hủy giấy phép. Điều 55. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a. Không lập danh mục quản lý đối với các đường ngang không phù hợp với quy định của luật đường sắt không lập không cập nhật hồ sơ các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt lối đi tự mở qua đường sắt b không phát hiện hoặc đã phát hiện mà không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những hành vi vi phạm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt hành lang an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi quản lý c không lập không lưu trữ hồ sơ quản lý công trình đường sắt hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc lập lưu trữ hồ sơ nhưng không đúng quy định. D. Không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện theo quy định khi phát hiện nhận được tin báo hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường sắt. D. Không thông báo hoặc thông báo không kịp thời sự cố đe dọa an toàn chạy tàu, việc tạm đình chỉ chạy tàu cho trực ban chạy tàu ga ở hai đầu khu gian nơi xảy ra sự cố, nhân viên điều hành giao thông vận tải đường sắt, khách hàng sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt E. Không xây dựng lộ trình, không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn tại các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt theo quy định. G. Không thực hiện chốt gác tại đường ngang là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên đường sắt quốc gia. Không thực hiện huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới, chốt gác theo quy định do người địa phương bố trí cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở. H. Không lập hệ thống quản lý chất lượng bảo trì công trình đường sắt theo quy định. Y. Không duy trì trạng thái kỹ thuật, chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt đã công bố hoặc để xảy ra sự cố công trình đường sắt do không thực hiện bảo trì công trình đường sắt theo quy định. K. Không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện theo quy định khi phát hiện, nhận được tin báo công trình đường sắt, bộ phận công trình đường sắt, thiết bị lắp đặt vào công trình đường sắt bị hư hỏng, xuống cấp về chất lượng không đảm bảo an toàn cho việc khai thác sử dụng. L. Không thực hiện các thủ tục theo quy định đối với công trình đường sắt hết thời hạn sử dụng có nhu cầu tiếp tục sử dụng tiếp. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, xử lý lối đi tự mở thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không tổ chức thu hẹp bề rộng hoặc xóa bỏ lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt theo quy định. B. Không tổ chức cảnh giới, chốt gác tại lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt theo quy định. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện chế độ kiểm tra hoặc thực hiện chế độ kiểm tra không đúng quy định. B để công trình đường sắt bị hư hỏng mà không kịp thời có biện pháp khắc phục sửa chữa cần thiết c không kịp thời tổ chức sửa chữa bổ sung gia cố thay thế các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt để bảo đảm chất lượng theo công lệnh tốc độ công lệnh tải trọng đã công bố d không kiểm tra việc thực hiện phương án tổ chức thi công biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng công lệnh tốc độ đã công bố. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoảng 2, điểm A, điểm B khoảng 3 điều này, buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo quy định. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoảng 3 điều này, buộc phải tổ chức sửa chữa, bổ sung, gia cố, thay thế các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt để bảo đảm chất lượng theo công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng đã công bố. Điều 56. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Thi công công trình không thông báo bằng văn bản cho tổ chức trực tiếp quản lý công trình đường sắt biết Trước khi thi công B. Không bố trí đủ thiết bị an toàn và tín hiệu theo quy định đối với phương tiện, thiết bị thi công. C. Không bố trí hoặc bố trí không đúng vị trí quy định, không đủ biển báo, tín hiệu phòng vệ theo quy định, không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trong quá trình thi công. D. Điều khiển phương tiện, thiết bị thi công mà không có bằng chứng chỉ chuyên môn theo quy định. D thu hồi tín hiệu phòng vệ khi chưa kết thúc thi công chưa kiểm tra trạng thái đường chưa kiểm tra giới hạn tiếp giáp kiến trúc đủ điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu e thi công công trình đường sắt có giấy phép thi công nhưng đã hết hạn ghi trong giấy phép hoặc có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền nhưng đã hết hạn thi công ghi trong văn bản g để vật tư vật liệu máy móc thiết bị phục vụ thi công biển phòng vệ biển báo tạm thời vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt khi hết thời gian phong tỏa để thi công công trình, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoảng 2 điều này. G. Không thông báo bằng văn bản cho đơn vị quản lý công trình đường sắt biết khi hoàn thành việc thi công công trình. Y. Thi công công trình khi chưa yêu cầu cấp cảnh báo theo quy định. K. Không thực hiện các biện pháp phong tỏa khu gian biện pháp chạy tàu trên đường sắt theo quy định, khi thi công công trình trên đường sắt đang khai thác. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Thi công công trình không có giấy phép thi công hoặc không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đối với trường hợp quy định phải có giấy phép thi công hoặc văn bản chấp thuận, không thực hiện đúng quy định trong giấy phép thi công hoặc trong văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. B. Không kịp thời có biện pháp xử lý, biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện công trình đường sắt đang thi công bị đe dọa an toàn chạy tàu. C. Để phương tiện vật liệu thiết bị thi công không đúng quy định gây cản trở chạy tàu, không bảo đảm an toàn giao thông. 3. Phạt tiền từ 7 triệu 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi thi công công trình khi chưa được bàn giao mặt bằng. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức thi công trên đường sắt đang khai thác, không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. 5. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoảng 1 điểm A khoảng 2 khoảng 4 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ thi công từ 1 tháng đến 3 tháng hoặc tước quyền sử dụng giấy phép thi công nếu có từ 1 tháng đến 3 tháng 6 ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây A thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 1 điều này buộc phải bố trí đủ thiết bị an toàn và tín hiệu theo quy định B. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoảng 1 điều này buộc phải bố trí đủ biển báo, tín hiệu phòng vệ và thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ an toàn giao thông đường sắt theo quy định. C. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoảng 1 điều này buộc phải di chuyển vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công, biển phòng vệ, biển báo tạm thời ra khỏi khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt. D thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 2 điều này buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo quy định. D. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoảng 2 điều này buộc phải để phương tiện, vật liệu, thiết bị thi công theo đúng quy định, không gây cản trở chạy tàu. E. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoảng 1, điểm A khoảng 2 điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Điều 57. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về kết nối các tuyến đường sắt. 1. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng không phát hiện hoặc không có biện pháp ngăn chặn, báo cáo kịp thời các vi phạm về kết nối tuyến đường sắt. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức khi kết nối các tuyến đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau. A. Kết nối trái phép các tuyến đường sắt. B. Không thực hiện đúng đủ các nội dung trong giấy phép kết nối các tuyến đường sắt. C. Thực hiện kết nối khi chưa có ý kiến thống nhất bằng văn bản của đơn vị quản lý tuyến đường sắt được kết nối theo quy định. D. Khi hoàn thành việc kết nối không bàn giao hiện trường hồ sơ hoàn công công trình trong khu vực kết nối theo quy định